Thưa quý vị, lúc này thì tại Trung Quốc do tình trạng khan hiếm thịt lợn, người nông dân đã quyết định nuôi những con lợn khổng lồ. Vậy những con lợn khổng lồ là như thế nào ạ? Và những hình ảnh sau đây thì sẽ giúp quý vị dễ hình dung hơn. Quý vị có thể nhìn thấy đây ạ, một con lợn bình thường thì với cân nặng trung bình là khoảng 125 kg. Còn đây thì sẽ là con lợn khổng lồ ạ. Nó có chiều dài là 2,1 m và cân nặng là 750 kg và chiều cao là hơn 1 m ạ. Nó to như một con gấu Bắc Cực vậy. Đúng là so với con lợn nhà bình thường thì lợn khổng lồ to gấp 5 lần. Tại tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc, giá thịt lợn tăng cao cũng là động lực cho người nông dân nuôi những con lợn đạt tới trọng lượng từ 175 đến 200 kg, cao hơn đáng kể so với mức trọng lượng thông thường là 125 kg. Xu thế này không chỉ giới hạn ở các trang trại nhỏ, các nhà sản xuất kinh doanh thịt lợn lớn ở Trung Quốc và nhà chăn nuôi lợn hàng đầu của đất nước này cho biết họ đang cố gắng tăng trọng lượng trung bình của những con lợn lên ít nhất là 14%. Nguồn cung thịt lợn khan hiếm, giá cả leo thang khiến nhà chức trách Trung Quốc phải chật vật đưa ra các giải pháp cứu nguy. Ngoài việc xả kho thịt lợn đông lạnh dự trữ, phát hành tem phiếu tăng cường nhập khẩu thì việc nuôi lợn khổng lồ này được kỳ vọng sẽ đem lại hiệu quả tích cực.